Cô mến chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào bài học số hạng tổng tiết 2 môn toán 2 bộ sách Trên Trời Sáng Tạo nhé. Ở tiết học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về tên gọi các thành phần của phép tính cộng. Hôm nay cô và các con sẽ tiếp tục luyện tập nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính cộng, ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100 và nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng thông qua các bài tập nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu tiết học thôi. Đầu tiên, ở bài 1, đặt tính rồi tính tổng. Theo các con, đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện mấy bước? Đề bài muốn chúng ta thực hiện hai bước, đặt tính rồi mới tính tổng. Vậy, tính tổng là làm phép tính gì? À, đúng rồi, như đã học ở tiết trước, khi tính tổng, tức là ta làm phép tính cộng. Cô có bài A như sau. Các số hạng là 43 và 25. Ta sẽ thực hiện yêu cầu đặt tính như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ viết hai số hạng theo cột dọc, sao cho các chữ số thẳng hàng, thẳng cột với nhau, đặt dấu cộng và đường gạch ngang cho đúng vị trí, rồi thực hiện cộng hai số hạng để cho ra kết quả đúng. Các con hãy thực hiện bài tập vào vở tương tự với câu B và câu C nhé. Lưu ý khi làm bài, hãy bấm dừng lại để có thời gian. Sau khi làm xong, hãy cùng đối chiếu kết quả các phép tính cùng với cô nhé. Cô có kết quả câu A 43 cộng 25 bằng 68. Cô có câu B. Các số hạng là 55 và 13. Ta được 55 cộng 13 bằng 68. Câu C. Các số hạng là 7 và 61. 7 cộng 61 bằng 68. Các con lưu ý ở câu C này, số 7 có một chữ số nên ta đặt nó ở hàng đơn vị. Các con hãy lưu ý và sửa bài nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập số 2 nhé. Ở bài tập số 2 này, đề bài yêu cầu các con điền số. Các con hãy quan sát. Ở đây, cô có các viên gạch hình chữ nhật đã được xếp chồng lên nhau. Đầu tiên, ta hãy thử quan sát 3 viên gạch số 3, số 1 và số 4. 3 viên gạch này có mối quan hệ gì với nhau nhỉ? À, ta dễ dàng nghĩ ngay đến phép tính 3 cộng 1 bằng 4. Ta cũng có thể nói 3 và 1 là các số hạng, còn 4 là tổng. Vậy, hai viên gạch ở dưới chính là các số hạng, tạo thành tổng là viên gạch nằm ở trên. Tương tự, ta quan sát tiếp 3 viên gạch số 1, số 4 và số 5. Vì 1 cộng 4 bằng 5. Vậy 1 và 4 là các số hạng và 5 là tổng của các số hạng đó. Vậy từ đây cô đố các con. Đến với 3 viên gạch 4, 5 và dấu chấm hỏi. Các con có thể nói được ta sẽ điền số mấy không nào? À, chúng ta sẽ điền số 9. Vì sao các con biết là điền số 9? Vì ta có phép tính 4
cộng 5 bằng 9. Nên dấu chấm hỏi ở đây cần được thay bằng số 9. Cô có câu B với các viên gạch tương tự như vậy. Các con hãy suy nghĩ, tự làm bài và lần lượt tìm ra các dấu chấm hỏi sao cho phù hợp nhé. Hãy bấm tạm dừng video để có thời gian làm bài, sau đó đối chiếu với kết quả của cô. Cô có kết quả như sau. Các con xem mình đã làm đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta hãy đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu điền số. Biết 3 số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10. Chúng ta làm như thế nào? Các con hãy quan sát 3 số 3, 1, 6 đã được xếp thành một hàng ngang. Ta thấy 3 cộng 1 cộng 6 bằng bao nhiêu nào? À, chính xác, bằng 10. Vậy, 3 số trên cùng một hàng gộp với nhau sẽ có tổng bằng 10. Tương tự, ở cột dọc, ta gộp 2 và 2 và 6 cũng được 10. Vậy, ở hàng ngang tiếp theo, gộp 2 và 5 và mấy để được 10? Các con đã tìm ra được dấu hỏi nên thay bằng số mấy chưa nào? Hãy hoàn tất các dãy số trên, tìm ra tất cả các dấu chấm hỏi và cùng theo dõi xem mình có làm kết quả đúng giống như cô đã làm hay không nhé. Trước khi bước vào bài tập số 4, cô mời các con quan sát hình sau. Đây là một hình tròn được chia ra làm 3 phần, mỗi phần tương ứng với một số là 50, 20 và 40. Giữa mỗi phần lại có ghi các số 70, 60, 90. Bây giờ, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem giữa chúng có liên quan gì đến nhau không nhé. Các con hãy quan sát hai số 50 và 20 được đặt cạnh nhau. Ở giữa là số 70. Các con có nhận xét gì về những số này? À, ta thấy ngay, 50 cộng 20 bằng 70. Vậy, 50 và 20 là các số hạng, và 70 chính là tổng. Tương tự như vậy, cô cũng có 20 và 40 là các số hạng, cộng lại cũng bằng 60 là tổng. Và 50, 40 là các số hạng, cộng lại được 90 là tổng. Vậy, các con có rút ra được nhận xét gì từ hình này không nào? À, ở đây ta có thể rút ra kết luận rằng hai phần được đặt cạnh nhau bên trong hình tròn sẽ là số hạng của tổng nằm giữa chúng. Các con hãy vận dụng những gì chúng ta đã rút ra được để đưa vào làm bài tập số 4 nhé. Cô có bài tập 4.
mỗi con vật chè số nào. Các con hãy quan sát trên màn hình. Hai hình tròn với các con số ở giữa đã bị các bạn động vật che mất. Các con hãy giúp cô tìm lại cho chính xác, xem mỗi bạn che đi số nào. Dựa theo quy luật chúng ta vừa tìm được nhé. Đây là kết quả của cô. Cô hy vọng các bạn đều đã làm đúng bài tập này. Chúng ta hãy cùng bước sang phần tiếp theo nhé. Ở đây, cô đã bày ra trên hai đĩa những quả cam và quả thanh long rồi. Các con hãy giúp cô quan sát tranh và thay các dấu chấm hỏi bằng số cho thích hợp nhé. Ta dễ dàng thấy cô có 3 quả cam và 2 quả thanh long, nên cô sẽ điền số vào các ô xanh. Vậy ô màu đỏ cô cần điền số mấy? À, vì 5 là tổng của 2 và 3, nên cô sẽ điền số 5 vào ô màu đỏ. Bây giờ, dựa vào tranh. Các con hãy viết giúp cô hai phép tính cộng theo tranh sao cho tương ứng và phù hợp đi nào. À, ở đây ta có hai phép tính 3 cộng 2 bằng 5 và 2 cộng 3 bằng 5. Vậy các con có nhận xét gì về hai phép tính này không nào? Ta dễ dàng nhận thấy các số hạng của hai phép tính đều là 3 và 2, nhưng khác vị trí và tổng đều bằng 5. Vậy khi ta đổi chỗ các số hạng của tổng thì tổng không thay đổi. 3 cộng 2 bằng 2 cộng 3 và cùng bằng 5. Toán học thật thú vị, phải không nào? Các con hãy lưu ý, ghi nhớ để có thể vận dụng vào các bài tập sau này khi học nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập 6, điền số theo mẫu. Ở bài tập này, chúng ta có bảng với các hàng tương ứng là số hạng và tổng. Các ô trong hàng tổng đều chưa có kết quả. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính nào để tìm tổng vậy nhỉ? À, đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Ở cột đầu tiên, chúng ta có hai số hạng, lần lượt là 17 và 22. Vì 17 cộng 22 bằng 39, nên ở ô tổng, chúng ta sẽ điền số 39. Tương tự như vậy, các em hãy điền số vào các ô còn lại cho thích hợp. Lưu ý, hãy vận dụng những kiến thức đã học ở tiết 1 và các bài tập ở trên để làm bài này một cách nhanh và chính xác nhất. Bây giờ hãy cùng xem kết quả của cô và các em có giống nhau không nhé. Cô hy vọng các bạn đều đã làm đúng và chính xác bài tập số 6 này.
ở nhà, các bạn hãy hoàn thành các bài tập và vở. Tiếp tục ôn tập tên gọi các thành phần của phép tính cộng và luyện tập phép cộng trong phạm vi 100. Chuẩn bị trước bài tiếp theo, số bị trừ, số trừ, hiệu. Vậy là tiết học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hy vọng thông qua tiết học này, các con đã nắm vững những kiến thức và vận dụng được.